Sau đây tôi xin giới thiệu các bạn cách vệ sinh miệng gió hồi của hệ thống chiller trong tòa nhà chúng tôi. Đầu tiên chúng ta tháo chốt để hạ miệng cửa hồi xuống. Trong miệng cửa hồi có phim lọc, chúng ta sẽ lôi phim lọc ra để vệ sinh. Sau khi tháo phi lọc xuống, chúng ta sẽ đi xịt rửa phi lọc và để khô. Khi phi lọc khô, chúng ta sẽ gài lại phi lọc vào miệng gió hồi. Vừa rồi tôi đã giới thiệu các bạn cách vệ sinh miệng gió hồi của hệ thống chiller trong tòa nhà chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.